là một đô. Không nhớ. Không. À, không nói được. Đầu nghĩ đầu. Lúc mà con vừa tới cái đã vẫy tay ra luôn. Là bác. Bác cũng nhớ được. Vâng. Dạ. Nhớ được hết á, nhưng mà nói ra không được. Mấy ngày hôm nay hả, con về thương cháu nên chẳng muốn đi đâu. Thì cứ ở nhà vậy. Đấy. Và từ trong Nam mà ra ngoài này mà nghĩ tội nghiệp, mà không muốn đi đâu chơi chả. À, thôi đừng khóc nữa nha. Dạ. Cháu bảo đừng khóc á. Vâng, cầu xin cho Chúa chữa lành bệnh tật cho mau này. Và cho mai mốt khỏe là vô nhà con chơi chứ. Ở đây thì hôm trước cha cũng được một cha giới thiệu, đó là cha Tuấn ở giáo sư Ngọc Chanh á, giới thiệu từ hôm trước á. Nhưng mà mấy hôm nay thì cha bận quá không có vào được. Rồi tối hôm qua thì cha Giang mới gọi điện mà là xin xin lan. Thế rồi cũng không nói là trường hợp nào. Thế lúc nãy đây mới gửi cái hình cho cha Giang, cha Giang một đúng trường hợp này. Vậy thì đây là cha Giang, là cha phó của giáo sứ Phúc Lãng này, xin cha giới thiệu qua cái gia cảnh, cái trường hợp này. Mời cha. Thưa cha chủ tịch đoàn Caritas ở Vận Thanh Hóa, con là phó giáo sứ Vũ Hữu Giang, giáo sứ Phúc Lãng. Hiện tại bà cha đang ở tại gia đình bà Chanh, người con gái này là tên là Hoa. Bản thân chị thì xây dựng gia đình năm 2013. Hiện tại thì đã có hai người con. Và trong một sự cố thì hôm chị đi làm công ty thì cái đầu đi khám thì đầu sau đó thì chữa chạy Hà Nội để giúp chị thoát khỏi những lúc khó khăn đau đớn. Trong gia đình thì gia đình nhà chồng thì ở cách đây cũng xa Linh Dân, bản thân con thì không rõ lắm, nhưng nghe nói thì cũng không ổn lắm, nên là chị đã trở về gia đình mẹ đẻ của mình. Sau đó mang về đây để chăm sóc. Và bà thì bây giờ bản thân bà là ông thì mất rồi, ông chồng thì mất rồi, chồng bà trai nhé. Và thân một mình nuôi mấy đứa con. Đứa con thì cũng lớn nhưng mà cũng chưa đi đâu đâu cả. Bản thân mà lúc đầu thì năm ngoái bà có làm ở thành phố để giúp cho ông chữa trị bệnh cho chồng, nuôi cái con nhỏ đi học nữa. Thì bây giờ thì ông mất rồi, còn cái đứa con gái thì đang còn học nên là cũng về nhà thì nuôi con. Và bởi vì không có đi làm được, bởi vì làm nghề nông cũng thiếu nhiều, và cộng thêm người con gái nữa. Tưởng là con đi lấy chồng lớn lên thoát vòng tay mẹ trưởng thành, nhưng hôm qua con nói là con đi đâu cho thoát khỏi vòng tay của mẹ. Rồi cuối cùng mẹ vẫn là người đưa con về chăm sóc và chữa trị. Thực sự gia đình này thì con cảm thấy rất là khó khăn. Bạn con là con Chiên là không biết, nên cũng xin cha thầy tá cũng như quý ân nhân đồng nước thứ hai của cái này cái khác giúp đỡ. Đã chia sẻ về hoàn cảnh của chị. Tên con tên gì nhỉ? Hương ạ. Để nói cũng được. Hoa. Chị Hoa. Đây là trường hợp rất là khó khăn mà cha Tuấn đã báo từ hôm trước, mà hôm nay thì mới vào được. Thì có sự đồng hành của cha Giang thì
cha phó của giáo xứ Phước Lại thì cũng quan tâm đến mọi hòn chiêng trong địa bàn giáo xứ của mình. Vậy thì đấy là mẹ à? Bà là mẹ, vậy thì vậy con gái nó làm sao? Phát hiện bệnh lâu chưa? Bây giờ là liệt nửa người à, cho nên cái tay rất là bị liệt rồi đó. Bây giờ thì trí nhớ thì sao, có tỉnh táo, có nhớ hết được không? Không hết đó. Rồi có nhớ đây là ai không? Đây là ai đây? À, gọi là cha Quốc Lủi, cha Đen, đúng không phải, đúng không? Đây là cha Giang nhá, cha Phó nhá. Nhớ rồi, cứ sao nó quên. Rồi Hoa có gia đình chưa? Có lấy chồng chưa? Có lấy chồng chưa? Rồi, có mấy cháu? Chị nghĩa là hai á. Con giơ tay ra. Mấy à. Mấy con rồi, mấy em. Con Răng chị. Không Răng chị, không biết là cái gì. À, vậy hai cháu lớn chưa? Hai cháu, một cháu 9 tuổi, một cháu 7 tuổi. Ừ. Rồi bây giờ là ở đây với bà ngoại. Bà ngoại đang cưu mang. Rồi ông mất lâu chưa? Chồng mất gần 2 năm. Gần 2 năm. Rồi ông bị làm sao? Chồng con bị tiểu đường, biến chứng trong phổi rồi, nhiễm khuẩn đường máu rồi. Chồng cũng bị gần 1 năm trời, chồng vẫn mất. Gần 1 năm trời chăm chồng, rồi bây giờ lại đến chăm con. Vâng. Vậy là thành ra quá nặng đối với bà nhỉ? Sao bà có đủ sức để mà vác không? Có xe ở trên. Vâng. Sao? Bà mẹ đừng khóc, tại sao con lại khóc? Còn đây là bác. Dạ. Vâng. Bác dâu. Bác dâu ở trong miền Nam, ở tỉnh Đồng Nai. Vâng, thì ra đi về đi dỗ đó. Bố chồng lại cũng thương cháu á. À. Tại hồi xưa lúc mà cháu nó ở trong miền Nam á, thì con cũng là người mà đứng ra để lo liệu về vấn đề phần hồn cho cái người cái linh chồng, người chồng á. À. Để mà theo đạo á, tức là tân tòng đó. Vâng, tân tòng á. Là lo đến khi là tổ chức thì ba mẹ của cháu mới vô. À. Nên cái tình cảm bác cháu nó cũng rất là gắn kết. À.
nghe tên cháu như vậy thì con cũng không biết làm sao được, cố gắng vào vừa là dỗ bố con mà vừa là thăm cháu luôn, rồi cũng thăm anh em bà con làng xóm. Thế bây giờ ra rồi thấy cháu như vậy thì sao? Ruột gan nó như thế nào? Vâng, nói chung là rất đau xót chả. Con không biết làm sao được thì cũng chỉ bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban mọi ơn lành xuống cho cháu và gia đình của thím để em mau chóng hồi phục. Thì con cũng chẳng biết nói gì hơn, thì cũng nhờ bên hội Caritas rồi các gia đình hoặc là những cái hội từ thiện nào đó để giúp đỡ cho cháu để mau chóng bình phục, bởi vì cháu lại còn thương mang thêm hai đứa con nữa. Hai đứa con còn đang nhỏ. Hai đứa con nhỏ nữa. Vâng, cháu học lớp 4, cháu học lớp 2. Vâng, mà bây giờ thì theo hoàn cảnh của cháu thì nhà cửa là không có. Là không có nhà cửa. Không có nhà cửa gì hết ạ. Bây giờ hồi trước là đi ở nhỏ trọ ở trọ trong chỗ khu nhà con á. Tức là đi trong kia là đi ở trọ. Dạ, ở đây cũng đi ở trọ luôn. Thì ra đây phải ở trọ chứ không chưa có nhà cửa. Dạ, không có nhà cửa gì hết, cho nên là cháu không có chỗ nào để gọi là về nữa, chỉ một là về bố mẹ thôi. Hai thì là về bố mẹ chồng, mà giờ bố mẹ chồng cũng điều kiện cho nên là không về được. Nên về bố mẹ đẻ thì bố lại mất rồi. Thì còn có một mình mẹ thôi, cho nên là cháu rất là thật sự là bây giờ không biết trông vào ai luôn á, chỉ có trông vào mẹ với lại Chúa thôi. Xin Chúa phù hộ rồi cất hết bệnh tật cho cháu thôi. Có thương mẹ không? Thấy mẹ khóc rồi có thương mẹ không? Có. Con thương mẹ là con phải chịu khó. Có thì chịu khó mà ăn uống rồi đấy mau khỏe đi để cho mẹ bớt cơ cực đi nhá. Đó. Ngày xưa là hoa khôi à? Dạ. Có phải ngày xưa là hoa khôi không? Dạ, con không có. Con không có. Bây giờ là cũng là hoa khôi đó, xếp trong hàng bệnh nhân thì cũng là bệnh hoa khôi. Bệnh hoa khôi nhé. Hoa khôi bệnh nhân đó nha. Rất chi là mắt thì mắt đức mẹ. Đâu. Bố thì bố thấy nhiều xe. Kiểm tốn này. mắt đức mẹ mà môi thánh du xe nha. Hôm nào cha tổ chức thi hoa hậu hoa khôi trong giáo xứ đi, biết đâu là hoa lại trở thành hoa hậu hoa khôi nha. Đấy đấy, hai đứa học về đã. Cháu rồi đó thì cũng tội nghiệp nhỉ, đang như vậy á. Mà năm nay hoa bao nhiêu tuổi? Cháu 29 ạ. Con 5 năm ạ. 29 ạ. Vâng ạ. Tuổi mụ là 30. 30 đó. Dạ. Đấy. Từ 30 tuổi đó mà hai đứa con ở nhà cửa chả có. Dạ không. Mà nghe cho Tuấn nói là đang còn vay mượn nhiều lắm mà. Hay bà bà tức là bà là chồng ốm cả năm trời thôi là nó lại vay mượn để chăm chồng. Thì chưa có trả hết thì bây giờ lại đến lượt con. Chứ bây giờ có phải bây giờ cái chương trình mà chữa trị thì sao? Được. Thứ hai đi ra Hà Nội. Thứ hai là ra Bạch Mai tiếp điều trị đó. Hoa cố gắng nha. Nha, hôm nay ra đi thăm Hoa nhá, có nhiều rất là nhiều quà đây này. Quà đây là quà truyền thống của Cao Tác Thanh Hóa, có nước mắm, có miến, có bột canh nhá. Đấy là miến hoa ăn được hay không? Không ăn được thì mẹ ăn được. Với lại các con hả? Rồi đây là mì ba miền nhá. Có ăn được mì tôm không? Mì tôm cùng công nhá. Rồi đó, ngoài ra thì đây chắc cũng có cái phong bì nó nặng lắm, chẳng biết bao nhiêu nhưng mà nó rất là nặng nhá. Phong bì ở đây là cái số tiền là đây là 5 triệu đồng nhá. 5 triệu đồng, đây là của bác sĩ Thủy Đỗ.
bác sĩ Thủy Đỗ ở bên Seattle, bên Washington State. Bác sĩ gửi cho Hoa đây là số tiền là 5 triệu đồng để lấy tiền để mà đi chữa bệnh nhé. Ừ. Thứ hai đây là phải đi ra Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để tiếp tục đi điều trị tiếp. Rồi đây là số tiền đây là 5 triệu đồng nhé. Dạ. Cảm ơn chị. 5 triệu đồng với quà rồi của các bệnh nhân nhé. Hoa nói cảm ơn. Rất cảm ơn bác sĩ Thủy Đỗ đúng không? À, rồi, rồi cha nói thay cho nhá. Bác sĩ Thủy Đỗ là có cái lòng thương người giúp đỡ cho con để con lấy tiền con đi chữa bệnh nhá. Đây là số tiền 5 triệu đồng. Thì chúng con chẳng có biết nói gì hơn, cũng cảm ơn cha đã có tấm lòng giới thiệu đến cho các mạnh thường quân. Cũng đối với cảm ơn nhà bác sĩ đã giúp đỡ cho gia đình chúng con. Chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết một lời cảm ơn và cũng xin mọi sự sức khỏe cho những mạnh thường quân và cha để có sức khỏe để đi giúp đỡ cho mọi người. Vâng, cố gắng hết phần thương mẹ thì còn cố gắng còn điều trị cho tốt nhé. Nó được khỏi bệnh nha, để mà nuôi con nữa. Người mẹ của con là bớt khổ đi, khổ vì bố con nhiều rồi, chăm sóc bố con cả năm trời, bây giờ vay mượn nữa, bây giờ lại được con, cũng nói điều trị cho tốt nha. Người cha với cha Giang rồi các cha Tuấn Ngọc Canh nhé, mình cầu nguyện cho con được mau được khỏi bệnh. Bây giờ cha Giang có đôi lời cha Giang. Thay lời cho đại gia đình, bản thân con là cháu phó giáo sư Phúc Lão. Cảm ơn thứ nhất là chủ tịch ủy ban Caritas số phận Thanh Hóa. Đến xin cảm ơn chị đã quảng đại mở rộng tấm lòng để giúp đỡ trường hợp chị Hoa đây. Đó là một trường hợp rất đặc biệt và bản thân con cũng cảm nhận đó là chuyện khó khăn. Xin Thiên Chúa phục sinh ban bình an hơi ấm cho gia đình chị, và xin Chúa cũng thúc đẩy cho công việc của chị luôn được bình an trong tay Chúa. Con cũng cảm ơn tỉnh ban Caritas Phật đã ghé thăm với giáo sĩ chúng con đặc biệt là trường hợp chị Hoa này. Xin Chúa cũng thúc đẩy cho công việc của cha còn lại. Cha Giang và cầu chúc cho cha luôn được nhiều lành của Chúa, sức khỏe thì cha có dư thừa rồi đúng không? Nước da thì nước da ngâm ngâm, bởi vì bản chất đã ngâm ngâm rồi, ngài lại đang còn vất vả để lo công trình xây dựng nhà Chúa nữa, cho nên là chúc cho cha có nhiều sức khỏe, nhiều lành của Chúa để cha chu toàn với bộ phận Chúa cho phó cho cha, và đặc biệt là sớm hoàn thành công trình xây dựng nhà Chúa nhé. Vâng, rồi hôm nay thì đến thăm Hoa thì không những là có quà này, có mì này, có các thứ, có tiền, nhưng mà lại có một cái chiếc xe lăn nữa nhé. Một cái chiếc xe lăn nữa, và đây là cái chiếc xe lăn của chị Ngọc Linh ở bên Úc gửi xe lăn đến cho Hoa. Thì bây giờ thì Hoa thử ngồi lên xe lăn coi nhé. Đây, đây là cái xe lăn nhá. Đây là cái chiếc xe lăn mới bóc tem xong. Và đây là món quà của chị Ngọc Linh nhá. Chiếc xe lăn này là của chị Ngọc Linh ở bên Úc đã gửi cho con cái chiếc xe lăn này nhá. Chứ hôm nay mẹ cha hôm nay mới biết cho thường à? Đúng không? Chính nghe thôi. Hôm nay mới gặp trực tiếp.
thấy cha Thường thì xấu hơn cha Giang nha. Xấu hơn là đúng, bởi vì ông cha Giang cũng đang còn trẻ mà, cha Thường thì bây giờ già rồi, cha Thường thì đáng tuổi bố cha Giang ấy nha. Ngày xưa ở xứ khác chứ có xứ mình là nhận là con rồi đó. Vâng. Thì biết là gia đình của mình có nhiều thánh giá lắm. Ông thì bệnh tật cũng lâu ngày, rồi là cũng Chúa đã gọi về. Bà cũng đã phải rất là vất vả để lo cho chồng, rồi bây giờ lại đến lượt con. Thì thôi thì cái thánh giá rất là nặng trên đôi vai của bà. Thì hãy trông cậy vào Chúa nhé. Trong mọi hoàn cảnh trông cậy vào Chúa. Cho dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, hãy tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ nâng đỡ cho nhá. Rồi các cha đây thì cũng chỉ biết là hiệp ý để cầu nguyện nhá, cầu nguyện cho bà có được nhiều sức khỏe, nhiều ơn can đảm để vác thập giá theo chân Chúa, rồi cầu nguyện cho Hoa mau được khỏi bệnh nhá. Được khỏi bệnh để rồi bây giờ đang bị liệt nửa người, thì còn một nửa nữa thì xin Chúa chữa lành cho con để con được bình phục nhá. Rồi đây là cái chiếc xe lăn, đây là món quà của chị Ngọc Linh tặng cho con, nhưng mà cha cũng hy vọng làm sao để con dùng cái món quà này trong một thời gian rất ngắn thôi, để rồi Chúa chữa lành cho con, để con bình phục rồi con đứng dậy con đi, chứ con cũng không cần dùng cái xe lăn này nữa. Đó là cái ước nguyện của cha, và chắc chị Ngọc Linh chị cũng thấu hiểu được cái điều đó, cho nên là gửi xe lăn cho con để phục vụ cho con trong lúc con bệnh tật. Rồi chị Ngọc Linh chắc cũng chị cũng sẽ hiệp ý để cầu nguyện cho con, để con được khỏi bệnh, để con đứng dậy con đi, giống như trong tin mừng Chúa Giêsu chữa cho người bại liệt đó, nằm trên cái chõng đó mà tin tưởng kêu xin Chúa bảo là con hãy đứng dậy vác chõng mà về nhá. Thì Chúa cũng sẽ nói với con là con hãy đứng dậy, gấp xe lăn lại, đứng dậy mà đi nhá. Thì nếu mà con tin tưởng vào Chúa thì cái gì cũng có thể xảy ra được hết nhá. Chúa luôn ở bên con, Chúa luôn nghe lời con kêu xin, và Chúa luôn ban ơn cho con những cái ơn mà con kêu xin đến Chúa với tất cả lòng tin, lòng mến, sự cậy trông của mình nhá. Và một lần nữa xin hết lòng cảm ơn chị Ngọc Linh đã đồng hành cùng với ca tác sinh hóa trong rất nhiều những cái chương trình từ thiện, xe cứu thương, rồi ở nhà tình thương, rồi xe lăn, rồi cơm cho người bệnh nhân trong các bệnh viện, rồi là đủ mọi thứ. Rồi cảm ơn bác sĩ Thủy Đỗ đã gửi tiền về giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo. Rồi cảm ơn tất cả các nhân của ca tác sinh hóa đã thường giúp đỡ để chúng tôi có cái điều kiện để đến với những người nghèo khổ, bệnh tật, khó khăn, thiếu thốn. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý ân nhân. Xin cảm ơn cha Giang nhiều nha. Xin cha Giang cũng hiệp ý để trong các thánh lễ cũng như là trong các cái giờ kinh của cha là cầu nguyện của cha cầu nguyện cho gia đình này cũng như là cho tất cả các ân nhân của ca tác sanh hóa nhé. Và xin cảm ơn cha. Rồi chào Hoa nhá. Tập nói nhiều lên nhá, mới được có mấy câu thôi, đang còn quên nhiều lắm. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.